Rồi, chào em. Xin mời bạn nữ. Đầu tiên thì ta sẽ giới thiệu về lý lịch trích ngang. Mời bạn trai. Thì em tên là Huỳnh Quang Diệu, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh ở nhà về cái mảng cơ khí xây dựng. Thì em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Gò Vấp. Vậy là mình làm chủ đúng không? Cũng gần chủ. Gần như chủ. Gần chủ. Rồi mời bạn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngô Thị Thảo, năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non tại Hóc Môn. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Ở nơi là thanh long rất là nhiều đúng không? Dạ, thanh long và nước mắm. Nước mắm ăn với thanh long chắc ngon lắm nha. Không, tại em nhạt, nước mắm chắc cũng mặn, đỡ nhạt. Vậy hả? Thảo nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp nhận cái mới. Em biết may đồ và em thích được nói. Ai cấm em nói mà không cho em nói về Thảo? Dạ tại vì em nói hơi nhiều. Em nói nhiều đâu có bằng anh với chị Nam Thư đâu. Đúng rồi. Bắt trúng chủ đề của em á thì em sẽ nói nhiều lắm. Vậy chủ đề em là gì vậy Thảo? Ví dụ như nói về vấn đề tình yêu thì em sẽ có rất là nhiều cái để nói. Hay quá, tình yêu, được rồi. Em dạ. Em có điểm mạnh gì? Thì em hòa đồng với lại biết lắng nghe. Ồ, hòa đồng bên kia nói nhiều, lắng nghe nổi không? Dạ nghe nổi chứ anh. Nghe nổi luôn đúng không? Tật xấu là gì? Hơi lười một tí xíu thôi. Em đi làm về thì người cũng hơi dơ rồi, nhưng mà vẫn ngồi chơi game, xem phim, chán chê rồi mới tắm. Rồi có lười dọn dẹp không ha? Không, cái đó là bắt buộc phải dọn dẹp rồi chị. Thảo, em có thích trai ở dơ hay ở sạch nè? Em thì em vẫn thích ở dơ hơn. Trời ơi. Hả? Tại vì vậy nè, ví dụ như mà bạn đó mà ở sạch quá thì em mà lỡ ở dơ cái là phải vậy, như là phải bị phiền á. Hiểu. Em ơi sao em dơ quá rồi vậy đó. Em lại thích kiểu như là không phải là sạch sẽ quá. Tôi có nghe nhầm không trời? Có lý do để ở dơ. Một cô gái thích ở dơ hơn. Thấy chưa, các chàng trai cũng đừng nên sạch quá. Bởi vì có những cô gái thích hơi dơ dơ. Thảo, điểm yếu của Thảo sao Thảo? Em hơi nóng tính, có một chút bốc đồng. Em có nóng tính bốc đồng không? Em chỉ có trong công việc thì em nóng tính. Còn về nhà có nóng tính không? Dễ tính. Rồi đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Ừ. Cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em là mối tình bất quá tam. Không bao giờ có lần thứ 3. Dạ, 3 cái lý do đó xảy ra mà 3 chuyện đó em ghim nhất luôn. Chia tay luôn chị. Chuyện đầu tiên á, hôm đó là em bị tai nạn, em không có đi được, em phải ở nhà. Anh hỏi em á, em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh canh cá lóc. Anh nói là ăn cái món gì mà khó tìm quá vậy. Em nói là vậy thôi không ăn nữa đâu. Xong anh cho em nhịn tới chiều luôn chị, làm em đói luôn. Trời đất ơi. Cái chuyện thứ hai là em đi được rồi nhưng mà em còn yếu lắm. Em có nhờ anh qua chợ em đi làm. Em dặn anh là 6:30. Hôm đó là trễ quá, em mới dắt xe ra. Em đi ra tới cổng thì em thấy anh chạy tới. Anh mới nói với em là lần sau á, em mà tự đi á, em phải nói với anh trước để không mất công anh qua. Mà anh cũng hứa với em là anh qua đúng giờ. Anh qua trễ bao nhiêu phút em? Hơn 15 phút á, cũng là trễ giờ làm của em rồi. Còn một chuyện này nữa mà, xong rồi là chia tay luôn. Là lúc đó em với anh cãi nhau, cả hai cùng đều giận nhau luôn. Anh mới nói với em như thế này nè, anh không phải là kiểu là bạn gái giận mà anh phải đi qua nhà xin lỗi hay năn nỉ đâu. Tức là em có giận thì kệ em luôn. Đúng tôi rồi. Tôi không năn nỉ em, tôi không xin lỗi em. Đúng rồi. Em muốn mở miệng trước thì nói đúng không? Xong rồi em với anh chia tay luôn. Bây giờ anh dặn em nè, cái thứ nhất em phải biết địa chỉ mua đâu bánh canh cá lóc. Thứ hai là không nên trễ quá 15 phút. Thứ ba là không bao giờ nói với phụ nữ, với bạn, đặc biệt bạn gái của mình, là anh không phải là người biết xin lỗi đâu nha. Cái đó thì đáp ứng được hết. Được ha. Diệu có biết xin lỗi bạn gái hoặc năn nỉ bạn gái khi hai người gây lộn không Diệu? Dạ thì cái việc đó là bắt buộc phải có rồi chị. Trời ơi, Diệu nhẹ nhàng quá. Diệu rất nhẹ nhàng như tên của Diệu. Diệu ơi, đó giờ mình đi học có ai chọc ghẹo cái tên Diệu của mình không Diệu? Lúc đi học á thì mình có cái gọi danh sách á. Đúng rồi. Thời gian mà cứ 3 năm trời mà cứ tên của em cứ ghi giới tính nữ mà. Là năm nào em cũng phải lên em xin đổi lại giới tính của mình á. Trời. Em có mấy mối tình?
Em thì trải qua hai mối tình. Cái mối tình thứ nhất thì do cái khoảng cách, với lại lúc đó cái công việc của em nó chưa có được gọi là ổn định lắm. Mối tình thứ hai thì sau này em đi làm ở công ty thì có gặp bạn đó. Sau một thời gian tìm hiểu rồi em về lại nhà kinh doanh á. Về cái thời gian sinh hoạt, cãi qua cãi lại hoài á. Cãi nhau hoài luôn. Thảo, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m6 trở lên. Có 1m6. Nặng từ 75kg trở xuống. Dưới 75. Tính tình thì hiền lành. Rất hiền. Biết yêu chiều bạn gái. À. Chăm lo cho gia đình. Không hút thuốc. Có hút không? Dạ em chỉ có ngửi thuốc thôi. Dạ bấy nhiêu thôi anh ạ. Nhiêu đó thôi hả? Dạ. Diệu, em dạ. Mong muốn cái mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Hiền lành một chút. Đừng quá nóng tính lúc thôi đó. Mình dịu đi, nóng quá mình dịu luôn. Ôi trời, em gái xinh đẹp, dễ thương. Đàn gái. Trời ơi, đàn gái dịu dàng sao. Có thích làm dâu không? Dạ, làm dâu thì không sao. Làm dâu giờ cũng sướng lắm ha. Dạ. Đàn trai anh thấy chịu đàn gái rồi đó. Chào Diệu. Chào chị. Trời ơi, nhìn em đúng Diệu luôn đó Diệu. Ví dụ như là mình có bạn gái đi. Rồi bạn gái mình hay ghen quá đi. Thì lúc đó em thấy sao? Cổ cũng không có cơ hội để ghen nữa. Sao vậy? Sao vậy? Không có cơ hội để ghen luôn à? Đúng rồi, tại môi trường của em làm việc toàn nam không à. Không lẽ ghen em với bạn nam nào đó. À. Cái vụ này đôi khi cũng có à. Đúng rồi. Hồi trước em đi làm tại ngân hàng á. Cái công việc của em là telesale. Thì cũng có gọi cho khách hàng để trao đổi về cái sản phẩm. Gọi nhiều lần quá rồi nhắn tin nữa. Rồi tên em cũng tên Diệu nữa. Nhắn vô một tuần á là cái vợ của khách hàng nhắn tin qua đánh ghen với em. Dễ thương, dễ thương. Thôi được rồi. Thảo, hôm nay em đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với lại hai bạn đồng nghiệp và em gái. Em nhìn bốn cô gái ngồi phía trước, năm cô gái phía trước này. Em đoán thử xem ai là em gái của cô gái bên kia. Đếm từ ở ngoài vô 1, 2, 3, 4, 5 người nào. Mỹ là số 3. Đúng không, số 3? Trời ơi, hay quá. Hay quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Nam Thư. Dạ. Chào tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay. Mình là Tinh Xuân. Dạ. Mình vừa là đồng nghiệp mà cũng là người chị của Thảo. Thì từ đầu chương trình tới giờ thì thấy là bạn trai rất là hiền. Chị thấy là rất là tốt, rất là hợp với em. Em gái cho anh hỏi một vài câu nào. Thấy anh rể tương lai được không? Dạ, em nhìn là em biết anh có mình rể tương lai của em. Em có muốn đề nghị với ảnh gì không? Chị em rất thích uống trà sữa. Ngày chắc cỡ 2 ly. Em nghĩ nếu muốn tán đổ chị em thì ngày nào anh cũng phải mua trà sữa. Thôi, em biết làm trà sữa. Tuyệt vời. Bây giờ mời đại diện đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi, em đi với mẹ và em gái của em. Chào cô Nam Thư. Dạ, con chào cô. Chào quý khán giả trong phim trường. Thấy Thảo hôm nay cũng hiền, được, dễ thương. Má thấy được, hai đứa tìm hiểu và cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ bắt đầu cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái tự nhiên trao đổi ha. Bắt đầu. À, rồi. Rồi, xin cảm ơn bạn. Em đến đây thì em có một bài nhảy vũ điệu rửa tay. Em coi như bây giờ là cái trường mầm non của em đi. Em dạy mấy cháu đi. Chị nữa. Chị luôn hả? Dạ. Rồi rồi. Hai MC nữa, anh Quyền Linh. Có luôn hả? Dạ. Nhúng hả? Nhúng hả Thảo? Dạ, nhúng. Đổi động tác. Đều đều.
rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Trời ơi, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô, mai mốt cô tập cho con bài rửa chân nữa nha. Chào bạn. Bạn nói chứ. Khi mà mở ra anh thấy em ngoài như thế nào? Xinh đẹp. À, không nghĩ là nhìn bạn mà mình thấy bạn nóng tính đâu. Mình nhìn thấy hiền. Em nếu mà em với anh mà có quen nhau á thì cái thời gian anh dành cho em á là được buổi nào? Cuối tuần và các buổi tối. Dạ, em thì cũng rảnh buổi tối, rồi công việc của em thì làm ban ngày. À. Nói gì đi, sao nhìn chị vậy? Giờ tay chân nó quýu quá rồi đó. Bây giờ ví dụ nói khó quá thì mình làm thơ. Làm thơ được thì mình hát. À. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù có chút ngại ngùng, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình gặp nhau trong chương trình này, anh mong em về cùng anh. Hay quá. Ví dụ như hẹn hò xong rồi mình hiểu nhau rồi, mình tiến tới hôn nhân rồi, rồi tiền bạc ai giữ, mình nói luôn đi. Cũng khó, tại em kinh doanh mà đưa tiền hết giữ rồi đâu còn được gì để kinh doanh nữa. Đối với em thì tiền bạc thì ai giữ cũng được, miễn sao là xây dựng được gia đình hạnh phúc và ấm êm là được rồi. Con cái thì em lại thích sinh con trai. Được không Diệu? Dạ quá hợp lý luôn. Trai một gái. Người ta hỏi được không á? Dạ được. Anh nào đó cũng nói y như em đó. Anh Linh này ác ghê. Làm gì em nói gì? Em muốn sinh con trai, chứ đẻ đứa con gái không? Bây giờ đẻ đi. Chừng nào lòi đứa con trai thì ngưng. Trời ơi. Đúng rồi, nếu mà khi nào đẻ được đứa con trai thì ngưng đẻ. Trời ơi. Em thích rồi, con trai lắm. Em chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta không bấm vì bất kỳ điều gì, hãy bấm bằng tiếng nói của trái tim mình các bạn nha. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm và những gì mình đã hứa với đối phương nãy giờ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn mời em. Rồi bây giờ nắm tay. Khoan, anh Linh. Hồi nãy nhớ Thảo đó không? Nếu mà bấm nút thì lật tờ giấy ra đọc. Đó. Cái này là bức thư do em tự em tự viết tay hả? Dạ. Đến bên người lòng tôi bối rối, đến bên người hồn tôi dại khờ. Người tôi yêu, người sẽ chung tình mãi mãi, người sẽ không lừa dối, người chỉ yêu mình tôi. Dẫu mai này thời gian phôi pha, dẫu có người nhìn tôi bồi hồi, vẫn có người dìu tôi vào mộng. Gửi người tôi yêu. Trời ơi, rồi em quay ra cho. Đúng rồi, mọi người thấy chữ, trời ơi, chữ của Thảo cực kỳ đẹp, xuất sắc quá. Còn cái này coi như không bấm, tôi đọc riêng tôi nghe. Cho em coi với anh Linh. Qua đây. Anh đọc to. Anh với em nghe thôi. Ừ. Coi như mình không bấm. Không, coi như mình không nói gì hết. Con người ai cũng có lúc rung động vì một người khác. Ừ, nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì yêu một người bằng mắt khác với yêu một người bằng cả trái tim. Gửi anh người không bấm nút. Hay quá. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đứt từng đoạn gục á. Cất cái này vô. Phải nhớ xin lỗi khi Thảo giận. Bây giờ xin lỗi một câu được không? Anh xin lỗi em vì đã đến hơi muộn tí. Chày quá. Để đánh dấu cái sự gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta trân trọng điều đó và chúng ta gửi trao một nụ hôn đầu tiên. Anh xin được phép hôn em cái nha. Nói dễ thương. Xin được phép hôn em. Rồi, vỗ tay, chúc mừng hai bạn một lần nữa. Chia sẻ rõ thông tin của anh về họ tên, tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán ạ. Mình thì sinh năm 1900, trong giấy tờ khai sinh thì, trong chứng minh thì sinh năm 1966. Nhưng mà cái đấy khai sinh, cái chứng minh ngày đó làm lâu rồi, từ hồi đầu nên thì đến đây kinh tế nó khó khăn rồi thôi.
nhà nước ta làm sao thì mình chịu vậy thì cứ để vậy dùng ấy. Chứ đúng ra thì sinh năm nay nó khoảng chừng đâu 48, 50 gì đấy. Ủa vậy là chính, đúng ra là khai sinh của anh là 1966 đúng không ạ? Đúng rồi, trong chứng minh nhân dân thì sinh năm 1966. Dạ, rồi cho em hỏi anh tên là gì? Tên là Nguyễn Văn Việt ạ. Nguyễn Văn Việt, dạ. Hiện tại thì anh đang, quê quán anh đang ở đâu? Quê quán ở xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ạ. Quê quán ở Lâm Đồng đúng không ạ? Dạ. Dạ. Dạ rồi, ok, vậy cho em hỏi là hiện tại nghề nghiệp của anh là gì ạ? Trước này thì cũng làm vườn rồi, có làm thêm bất động sản. À. Bán đất đai chứ không phải là mấy bên môi giới. Dạ. Là nói chung là mình chính là bất động sản đúng không ạ? Vâng, làm mua bán đất đai. Dạ. Rồi cho em hỏi ha, hiện tại thì điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Cái gì cũng làm được. Cái gì cũng làm được là về gia đình, về công việc này nọ hết đúng không ạ? Vâng, cái gì cũng làm được. Dạ, vậy còn điểm yếu ạ? Điểm yếu thì không biết có cái điểm yếu không, không biết là có cái điểm yếu nào không. Ủa, sao là không biết được anh? Mình có nhút nhát hay là gì không chẳng hạn vậy đó? Thực ra thì không có bị nhút nhát như người ta đâu. Cũng không bị nhút nhát đâu. Dạ, điểm yếu là không biết điểm yếu đúng không ạ? Dạ rồi, ok, vậy cho em hỏi xíu ha. Thì ví dụ như anh là một người cái gì mình cũng có giỏi nè, cũng làm được hết nè, thì lý do tại sao anh lại ế? Thôi đúng là mình cũng có gia đình. À, anh đã có gia đình đúng không ạ? Vâng. Dạ rồi, ok, chị cho em hỏi là mình cái cuộc hôn nhân đó là mình được bao lâu ạ? Cuộc hôn nhân đó cũng đến nay là 20 năm rồi đấy. Là chia tay được 20 năm hả anh? Vâng, chia tay 20 năm rồi đấy. Đã chia tay 20 năm thì cái cuộc hôn nhân đó anh quen khoảng bao lâu? Cái cuộc hôn nhân đó thì chỉ được ngắn là có 2 năm, 3 năm. Quen được 2-3 năm. Vâng. Rồi mình có bé nào không ạ? Có một trai, một gái. Trai, một gái, dạ. Rồi, cho em hỏi ha. Rồi tại sao mà mình quen được 2-3 năm rồi có một trai, một gái nữa thì sao mình lại chia tay? Nói chung lúc đấy kinh tế nó không khó khăn. Trong khi đó mình đi buôn nữa thì mình buôn từ thành phố Hồ Chí Minh về trên Bảo Lộc này thì được khoảng chừng 2-3 năm gì đó. Kinh tế lúc ấy cũng được nhiều tiền rồi, mua cũng được nhiều đất rồi. Thế thì cô ta cứ ở nhà cô ta ghen bóng ghen gió này, đúng đến giờ này thì cô ta ghen bóng ghen gió, cô ta bảo là cô ta hù vậy. Thế cô ta ghen nữa là cô ta cứ suốt đòi chia tài sản thôi. Thì cuối cùng là cô ta cũng tìm cách nào đó cô ta chia, đưa ra tòa rồi cô ta chia bằng được thì thôi. Rồi từ ngày đó đến giờ thì cũng không có ai thấy nó hợp nữa thì cũng chưa có gì cả. Dạ, yeah, là nói chung là cuộc hôn nhân đó là do lý do là mong muốn tài sản đúng không ạ? Đúng rồi, con nhé là mong muốn là cô ta muốn chia tài sản. Thành thử ra cô ta cứ ghen thì chả có ai mà ghen cả. Người ta cứ ghen như vậy thôi chứ còn thì cứ bảo đi thằng nọ, đi với thằng kia, đi với trai đủ thứ nhưng mà, đi với gái đủ thứ nhưng mà có ai đâu mà đi. Đi buôn thì đi tối ngày sáng đêm chứ, để kiếm tiền về để lập nghiệp chứ, về để mua đất đai. Thì được bằng đó tài sản, đó tiền đưa về mua tài sản thì kinh ổn định ngay từ ngày đó cơ mà. Ừ. Cũng mua được một mớ đất đai. Ừ. Trước khi ly hôn thì cũng đã ổn định về kinh tế rồi. Rồi cô ta thì cứ tối ngày cô ta đòi ly hôn thôi. Thế cũng buộc phải ly hôn. Khi không đi buôn nữa, tưởng là rằng về nhà cho nó yên ổn. Nhưng mà rồi về nhà, sau 2 năm về nhà rồi cũng cứ phải ly hôn.
chứ có phải là cô ta ghen là mình không đi nữa thì cô ta chẳng còn cách gì, cô ta ghen thì cô ta bỏ đi chứ. Mà về nhà cho nó yên thì 2 năm thì cũng cứ đưa ra tòa, buộc phải đưa ra tòa ly hôn thôi chứ còn chẳng có cách gì cả. Cô ta cứ nặng nặc, cô ta đưa ra tòa đòi ly hôn rồi, đòi chia tài sản. Sau khi chia tài sản xong rồi thì cô ta cũng cứ đòi hàn gắn. Tức là cô ta vừa muốn có tài sản, vừa muốn có chồng. Thì cái đó là mình thấy là không được. Dạ rồi, thì bây giờ là chú mong muốn là tìm bạn gái như thế nào ạ? Mình muốn kiếm một cô giáo, mình nên Zano thì mình gặp nhiều cô giáo lắm mà cô nào cũng có 2 đứa con. Mình kiếm cô giáo chừng có 1 đứa con thôi, 2 đứa con thấy nhiều quá. Rồi là tuổi tuổi tác cô này rồi vùng miền ở đâu thì được ạ? Vùng miền ở đâu cũng được. Là ở ngoài Bắc, miền Trung này kia các thứ đều được đúng không ạ? Ở ngoài miền Bắc thì có 2 cô giáo, 3 cô giáo, một cô dạy cấp 3 thì cũng 2 đứa con. 2 cô giáo kia có 1 cô giáo là không có 1 đứa con thôi mà đang cũng xa xôi. Giờ ở miền Nam được thì tốt quá. Từ Huế. Là những cái cô giáo kia là ai làm mai cho chú hay sao? Cái đấy là đi ra miền Bắc đi chơi rồi đi tham quan rồi kết bạn trên Zalo ấy. Là chỉ ưu tiên cô giáo thôi hả? Những nghề khác được không? Không phải là ưu tiên cho cô giáo mà mình có thấy các cô giáo là có tính chất hiểu biết gia đình và xã hội chứ mình thấy khó khăn lắm. Gia đình và xã hội rất là khó khăn. Nhưng mà có những cô khác người ta cũng hiểu biết về gia đình xã hội lắm. Thì mình mở rộng ra cũng được đúng không? Quan trọng cái cách hiểu biết, cái cách nói chuyện của người ta nữa. Nhưng mà chắc là phải là những người có quản lý người ta mới hiểu. Chứ đúng còn... rồi, người ta có học thức, học vấn đồ đàng hoàng. Đúng rồi, họ phải có học vấn, rồi họ phải có làm, họ phải làm bên ngành quản lý làm sao đó. Chứ còn mình... gặp trên Zalo thì nhiều lắm, trên mạng nhiều lắm nhưng mà. Dạ rồi, mình còn yêu cầu gì nữa không ạ? Về cái cô này. Vậy thôi ạ. Rồi, ok, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho chú biết để chú sắp xếp xuống Sài Gòn để tham gia ha. Dạ. Dạ rồi ạ, có gì chú đợi thông tin của chương trình nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ rồi ạ, cảm ơn chú ạ. Vâng, xin chào chương trình, xin cảm ơn chương trình. Dạ rồi ạ. Rồi, xin cảm ơn. Chú bấm nút đỏ thoát ra cuộc gọi nha. Dạ. Alo, xin chào anh. Dạ. Anh ơi, bây giờ anh tự tin, tự nhiên, thoải mái. Anh giới thiệu về bản thân của mình giúp em nhé. Dạ rồi. Rồi. Dạ. Em tên là Nguyễn Chí Tâm, quê quán ở Sóc Trăng. Hiện đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại đang làm quản lý cho một cửa hàng nội thất với tham gia gói niệm. Làm tại bưu việc lại từ Bình Dương. Em hỏi chút xíu là không biết là cái thu nhập bình quân mỗi tháng của mình là bao nhiêu ạ? Dạ, thu nhập bình quân mỗi tháng của em là 10 triệu một tháng, chưa tính tiền theo doanh số của hàng tháng cho cửa hàng. Vâng, hiện tại là gia đình anh là mọi người vẫn đang ở Sóc Trăng hả? Có bố có mẹ ở Sóc Trăng? Hiện tại là bố thì đang ở quê với một đứa em và mẹ hiện tại đang ở Bình Dương sống cùng. Thì vậy là anh sống cùng mẹ. Dạ, qua Tết thì mẹ về quê sống với bố tại vì do dịch tật rồi á, rồi bố về làm ruộng. Rồi. Anh Tâm có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ anh Tâm nhỉ? Anh Tâm có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, em điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Và công việc, mọi công việc được giao là em hoàn thành hết. Em hoàn thành tốt trong mọi công việc. Rồi, biết nấu ăn. Rồi, anh nấu được nhiều món không? Dạ, hình như là tất cả các món ba miền em đều nấu được hết. Và em có một cái đặc điểm nữa là ai nấu được món gì em ăn một lần em sẽ nấu lại được như vậy. Nói chung là bắt chước khả năng nấu ăn tốt. Dạ đúng rồi. Rồi. Còn điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu của em là hay quên. Hay quên. Dạ. Còn gì nữa không? Hay quên chứ em cũng
lúc trước hay nhậu. Bây giờ bớt à? Dạ, giờ nói chung là tập trung vô công việc nó hơi bớt lại. Hay quên thì có nghĩa là nói chung là mọi công việc đó, nhầm khi mình làm nhiều việc quá mình có thể hay quên công việc cũ á. Quên việc cũ. Dạ. Rồi. Anh hỏi một chút xíu về tình yêu của mình, tình trường á. Tình trường của em thì em đã trải qua một mối tình nhưng mà chia tay cách đây cũng hơn nửa năm. Nghĩa là từ trước giờ chỉ có mỗi một mối tình thôi. Dạ đúng ạ. Rồi. Anh kể về mối tình đó đi. Mối tình đó thì tình cờ là về tập nghĩa vụ quân sự, rồi tình cờ quen cô ấy và quen được 3 năm thì tới gần ngày đám cưới, ngày chuẩn bị đi hỏi cưới cô gái đó thì cô gái đó chia tay vì lý do là mình không đủ khả năng để lo cho cô ấy. Nhưng mà trong quãng thời gian mà quen nhau 3 năm đó thì anh chị đã nói về vấn đề này chưa? Có nói rồi luôn. Nghĩa là cũng có nói rồi nhưng mà đến lúc cuối cùng người ta quyết định đúng không? Dạ đúng rồi. Có cô ấy đã nói quyết định là ngày đó để ra nói chuyện cưới hỏi nhưng mà tới dần còn có 10 ngày nữa cô ấy thay đổi quyết định. Nhưng mà em hỏi xíu là 3 năm về trước cho tới từ khi mà anh ra không có mối tình nào khác. Dạ không ạ. Lúc đó là em tập trung vô công việc nhiều hơn. Rồi. Bây giờ anh muốn chương trình một mẫu người như nào? Nói chung là ngoại hình ưa nhìn là được. Em cũng không quan trọng dốc dáng hay là như thế nào hết. Miễn là hợp với em là được. Với về cùng nhau chăm lo cho gia đình, săn sóc gia đình để gia đình có một cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi. Cùng nhau chăm lo gia đình này. Săn sóc gia đình. Dạ. Chiều cao, tóc. Có thích con gái nhuộm tóc không? Dạ cái đó là bình thường thôi anh, không có gì hết. Điều gì ở phụ nữ mà anh không thích? Nói chung là thứ nhất là con gái mà mẫu không thích là nghĩa là tánh tình đó là nói chuyện không có biết kính trên nhìn dưới. Rồi. Dạ. Gì đâu anh? Nói chung là chỉ đặc điểm gì thôi. Không biết nấu ăn hay không bất cứ gì em biết nấu ăn em nấu sẽ nấu cho cô gái ấy ăn được hết. Dạ. Bây giờ là anh ở Bình Dương thì anh có thể yêu được người ở vùng miền vị trí nào? Nói chung là tất cả vùng miền đều hết nhưng mà nói chung có họ sẽ họp thì ở đâu cũng vậy, gần cũng như là xa thì cũng như là gần thôi. Anh yêu được xa? Yêu được xa mà quan trọng phải cô gái nó phải tin tưởng mình hay không, chứ nếu mà một mình á yêu thì không được, phải cô gái ấy phải đồng cảm và hiểu cho mình yêu xa là như thế nào để có thể vun đắp được hạnh phúc, còn nếu mà không tin tưởng nhau thì cũng hơi khó. Rồi ok. Anh Tâm sinh bao nhiêu anh Tâm? Em sinh năm 1996. Rồi 1996. Rồi. Anh có bất cứ một cái yêu cầu gì về bạn gái thì anh phải miêu tả rõ ràng cụ thể để bọn em đi kiếm nhé. Nói chung là cao từ 1m50 trở lên là được. Rồi. Gương mặt thì ưa nhìn mập, được rồi chứ không cần phải quá đẹp mà mập hay là ốm hay là dạ. Mập hay là ốm hay như nào? Dạ, nói chung mập hay ốm gì cũng được hết trơn anh, không sao hết. Cái đó là khỏe bề ngoài không quan trọng, quan trọng là tấm lòng thôi. Rồi. Ok anh Tâm. Dạ. Vậy thì hôm nay làm quen nói chuyện. Nếu mà với anh thì chương trình sẽ liên hệ càng hơn là nội dung của anh. Dạ. Rồi cảm ơn anh.